đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Sau nhập tịch Indonesia muốn thúc cùi chỏ Văn Hậu để trả thù. Huỳnh Như hứa chắc nịch trước trận nữ Việt Nam đấu Ấn Độ. Ông Chelsea hồi hộp chờ sao mai đội tuyển Việt Nam thể hiện tại V-League. John Klee quay xe không muốn gia nhập Sông Lam Nghệ An. Sau nhập tịch Indonesia muốn thúc cùi chỏ Văn Hậu để trả thù. Hậu vệ Sandy Wood nói vui rằng anh ấy muốn thúc cùi chỏ và Văn Hậu khi Indonesia đối đầu với Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup 2023. Indo sẽ chạm trán Việt Nam tại vòng chung kết của Asian Cup 2023 và thứ 5 tháng 1 tới, cũng như trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026 lần lượt vào ngày 21 tháng 3. Các cuộc chạm trán giữa hai đội tuyển luôn rất nóng bỏng. Mới đây, ngôi sao nhập tịch của Indonesia là Sandy Wood cho biết rất muốn chạm trán với Đoàn Văn Hậu. Thậm chí hậu vệ gốc Hà Lan còn lên tiếng muốn chơi xấu Văn Hậu bên phía đội tuyển Việt Nam. Theo đó, Sandy Wood gần đây đã xuất hiện trên podcast Sport 77. Trong sự kiện, người dẫn chương trình là Mahatma Akatri đã nói đùa khi yêu cầu Sandy Wood thúc cùi chỏ vào một cầu thủ Việt Nam. "Tôi muốn bạn thúc cùi chỏ với các cầu thủ Việt Nam." Sandy Wood hỏi lại MC rằng anh muốn tôi thúc cùi chỏ vào cầu thủ nào của Việt Nam. "Ai nào, tôi chọn số 5 nhé." Phát ngôn gây sốc của Sandy khiến cho các cổ động viên của Việt Nam lo lắng rất nhiều cho Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ sinh năm 1999 từng bị các cầu thủ Indo liên tục phạm lỗi và khiêu khích trong trận đấu giữa hai đội tại vòng bán kết của AFF Cup 2022. Lý do khiến cho Văn Hậu bị các cổ động viên Indo ghét bỏ là do anh đã có pha phạm lỗi khiến tiền vệ Evan Dimas không thể tiếp tục thi đấu trong trận chung kết SEA Games 2019. Dù vậy, sau đó chính Sandy Wood đã thừa nhận rằng đây chỉ là lời nói đùa. Ngay cả MC của chương trình Larifa Pradipta cũng khuyên Wood không nên phát ngôn như vậy vì có thể làm cho mối quan hệ giữa các cổ động viên Indo và Việt Nam trở nên căng thẳng hơn. Wood sinh ra ở Bỉ, lớn lên tại Hà Lan, có cha là người Iceland và mẹ gốc Indonesia. Do vậy anh đủ điều kiện thi đấu cho các đội tuyển Bỉ, Hà Lan và Indo. Huỳnh Như hứa chắc nịch trước trận nữ Việt Nam đấu Ấn Độ. Tiền đạo Huỳnh Như tuyên bố tuyển Việt Nam làm hết sức để có thể thắng được Ấn Độ, nối hy vọng đi tiếp ở vòng loại 2 của Olympic 2024. Sau trận thua 0-1 trước chủ nhà Uzbekistan, tuyển nữ Việt Nam quyết tâm có chiến thắng trước Ấn Độ ở lượt trận thứ 2 bảng C. Trước trận đấu, tiền đạo Huỳnh Như động viên các đồng đội: "Trong quá khứ chúng tôi có cơ hội đọ sức với tuyển nữ Ấn Độ, tôi thấy họ thay đổi rất nhiều sau trận đấu gặp Nhật Bản vừa qua. Tôi nghĩ ban huấn luyện sẽ có những kế sách để đối đầu với Ấn Độ. Bản thân tôi tin là trận đấu kế tiếp có kết quả tốt." Với trợ thủ Uzbekistan, tuyển nữ Việt Nam còn rất ít cơ hội đi tiếp, nhưng Huỳnh Như khẳng định đội sẽ chiến đấu tới cùng. Thực tế khi rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của đương kim vô địch châu Á là Nhật Bản cùng với chủ nhà Uzbekistan và Ấn Độ là những đội bóng có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây. Tôi cho rằng đây không phải là một bảng đấu dễ dàng, mặc dù cơ hội đi tiếp là không cao, nhưng được chơi tại vòng loại thứ hai Olympic là cơ hội lớn của các cầu thủ. Chúng tôi cố gắng hết sức để có được kết quả khả quan trong hai trận đấu kế tiếp. Huỳnh Như nhận xét đợt tập trung lần này có sự xuất hiện nhiều gương mặt trẻ mới nên rất vui. Chelsea sinh năm 1991 đánh giá: "Tôi cảm thấy rằng các cầu thủ trẻ hiện có sự tiến bộ rõ rệt. Đây là tín hiệu tốt cho bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai. Tôi hy vọng các bạn trẻ giữ được lửa để tiếp nối những người tiền bối hướng đến các mục tiêu xa hơn." Ông Chelsea hồi hộp chờ sao mai đội tuyển Việt Nam thể hiện tại V-League. Cuộc cải tổ đội tuyển Việt Nam so với các cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Chelsea chỉ trọn vẹn nếu như những tài năng trẻ do ông tin dùng có thể phát triển tốt tại câu lạc bộ. Ông Chelsea đã tận dụng tối đa 6 trận đấu giao hữu trước thềm vòng loại World Cup để có thể thử nghiệm cầu thủ trẻ, trao cơ hội thi đấu cho những cái tên trước đây còn vô danh tại V-League như Đình Bắc, Minh Trọng và Văn Cương. Đây là bước đi cần thiết để tuyển Việt Nam dần chuyển giao thế hệ trong bối cảnh lứa trẻ hiện nay còn non kinh nghiệm, trình độ chưa thể so được với lứa Công Phượng. Quang Hải trước đây lại ít được thi đấu ở cấp câu lạc bộ. Việc đưa cầu thủ vào những trận đấu thử lửa khó khăn như gặp Uzbekistan hay Hàn Quốc là phương pháp để ông Chelsea thúc đẩy sự tự tin của học trò. Cho rằng sao trẻ thấy rằng chỉ cần quyết tâm và thể hiện tốt ở trên sân tập, cơ hội sẽ đến. Tuy nhiên, chiến lược gia người Pháp nhiều lần nhấn mạnh việc phát triển cầu thủ không phải là trách nhiệm cá nhân của ông. Thái Sơn, Văn Cường có thể gây dựng nền tảng tự tin nhờ vào những trận đấu của tuyển quốc gia, nhưng để phát triển bài bản, các cầu thủ cần phải được thi đấu liên tục tại câu lạc bộ. Tại V-League nhiều năm qua đã có những đội bóng cởi mở với cầu thủ trẻ. Sông Lam Nghệ An là ví dụ điển hình khi Huy Hoàng tin dùng hàng loạt măng non. Ở tuổi 20, Xuân Tiến, Văn Cường đã có lần lượt 34 và 28 trận ra sân tại V-League. Trong trận đấu ra sân gặp câu lạc bộ Viettel tại V-League, đã Sông Lam Nghệ An tung ra sân đội hình trẻ mang với Văn Huy, Văn Thành, Mạnh Quỳnh, Văn Bách là nòng cốt của Sông Lam Nghệ An mùa này. Trong đó Văn Việt đang là tuyển thủ quốc gia. Nam Hải và Xuân Tiến vừa cùng với Việt Nam vô địch Đông Nam Á được quy hoạch cho các giải trẻ lớn hơn trong năm tới đây.
Tuy nhiên, do mùa giải trước đã theo thể thức đua nhóm vô địch, tranh nhóm xuống hạng ở giai đoạn 2 khiến cho tính chất căng thẳng tăng lên và các đội dè dặt hơn với các cầu thủ trẻ. Thì ở giải năm nay, khi trở về thể thức đấu như lời cũ, cơ hội cho rằng sau mai Mount Chaucer đang đặt niềm tin sẽ lớn hơn rất nhiều. Đơn cử như ở vòng 1, cầu thủ trẻ Đình Bắc đã chơi 50 phút trong trận câu lạc bộ Quảng Nam gặp Nam Định. Thái Sơn và Tuấn Tài đều được đá trọn vẹn 90 phút trong màu áo các đội Thanh Hóa và Viettel. Khi mà giải hạng nhất khởi tranh, sẽ đến lượt những sao trẻ như Văn Đô, Thanh Nhàn và Bá Đạt thi đấu. Nhìn chung, việc cầu thủ trẻ được ra sân nhiều hay ít phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trước tiên là chiến lược dùng người của từng câu lạc bộ. Có những đội như Viettel hay Sông Lam Nghệ An sẵn sàng chèo hát đồng loạt, trong khi Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội hay Công an Hà Nội vẫn dùng cầu thủ trẻ nhưng phải tính toán được mức độ vừa phải và phù hợp với lối chơi. Thứ hai đó là mục tiêu của câu lạc bộ. Những đội không đặt nặng việc đua vô địch sẽ mở lòng hơn với cầu thủ trẻ, sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Nhưng thứ ba cũng là yếu tố quan trọng nhất, vẫn là năng lực cốt lõi của từng cầu thủ. Cánh cửa ra sân dù hẹp hay rộng nhưng cũng chỉ dành cho người xứng đáng nhất. Việc phải cạnh tranh gay gắt để có được suất đá chính cũng là điều tốt, để các cầu thủ phải nỗ lực và chắt chiu cơ hội hơn. John Kelly quay xe không muốn gia nhập Sông Lam Nghệ An. Nhiều nguồn tin cho biết tiền đạo John Kelly không chuyển đến Sông Lam Nghệ An như kế hoạch ban đầu mà để có thể gia nhập câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Anh Gia Lai đã đăng ký Hồ Văn Cường cho V-League, thế nhưng theo chiều ngược lại, John Kelly vẫn chưa thể trở thành người của Sông Lam Nghệ An. Theo tiết lộ, lý do mọi thứ chưa thể chốt lại là vì John Kelly và người đại diện không đồng tình với mức thưởng sau mỗi trận thắng dành cho các cầu thủ mà phía Sông Lam Nghệ An đưa ra. Ngoài ra, tiền đạo người Brazil này cũng không hài lòng với việc anh trở thành vật hy sinh trong thương vụ câu lạc bộ Công an Hà Nội chiêu mộ Hồ Văn Cường. Cần phải biết rằng John Kelly là cầu thủ quan trọng bậc nhất của đội bóng ngành công an ở mùa giải trước, ghi tới 11 bàn thắng và giúp thầy trò Trần Tiến Đạt lên ngôi vô địch V-League. Đến thời điểm hiện tại, đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa thể thuyết phục John Kelly gia nhập. Các bên liên quan đang tiếp tục đàm phán. Anh vẫn là mục tiêu mà huấn luyện viên Phan Như Thuận ưu tiên cho Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể chiêu mộ cầu thủ này, đội bóng xứ Nghệ sẽ nhận Rafael Suquet, một ngoại binh khác của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Cùng thời điểm, Bầu Đức xuất ngựa trên khán đài của sân hàng đẫy để dự khán trận Công an Hà Nội với Quy Nhơn Bình Định nhân chuyến công tác tại Hà Nội, đồng thời nói chuyện rất thân mật với Bầu Thụy. Điều này khiến cho dấy lên những tin đồn là Bầu Đức muốn hỏi mượn John Kelly cho Hoàng Anh Gia Lai. Với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, ở vòng đấu đầu tiên, đội bóng Phố Núi đã hòa Hải Phòng với tỷ số 1-1. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Kiatisak cho biết là Bầu Đức mới chỉ chi tiền để chiêu mộ hai ngoại binh. Tuy nhiên, với nòng cốt là các cầu thủ của Học viện Hoàng Anh Gia Lai, nhà cầm quân người Thái Lan tin rằng Hoàng Anh Gia Lai sẽ có thể cạnh tranh chức vô địch. Ở vòng 2, Hoàng Anh Gia Lai sẽ chạm trán với chính Công an Hà Nội trên sân nhà Pleiku.